Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình chia sẻ các mẫu nhà đẹp do công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế tại 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có mặt tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để chia sẻ với các bạn một mẫu công trình mái Nhật 2 tầng biệt thự hiện đại. Thì xin mời các bạn chúng ta cùng vào tham quan xung quanh công trình. Xin giới thiệu với các bạn thì bên cạnh tôi đây là chú Nguyễn Đăng Năng, chủ đầu tư của công trình. Cháu chào chú ạ. Rồi. Thì hôm nay công ty quay về lại thăm lại công trình thì công ty có món quà tặng chú và gia đình ạ. Vâng, chú xin cảm ơn công cơ cơ quan nhé. Chúc chú và gia đình sức khỏe. Vâng. Chú xin cảm ơn. Thì chú có thể chia sẻ với cháu và quý vị khán giả là công trình nhà mình hoàn thiện vào khoảng thời gian nào rồi không chú? Nói chung là công trình này là chú là cũng rất may mắn là gặp được cái cơ quan của cháu ở trên Hà Nội là làm cái công trình này. Với một góc độ nông thôn như thế này thật sự là thỏa mãn. Vâng. Với hai là cái công trình này nằm trong gói gọn cả tất tổng thể của nó là đây là đi gần 600 mét vuông. À cả sân vườn tất cả sân vườn vâng, thế đúng nhưng mà hoàn thiện hoàn thành những rơi vào trong biểu tầm 7 tháng. 7 tháng à? 7 vâng. tháng là hoàn thành. Thế là cháu thấy xây cả hai nhà như là xây cả hai nhà và cứ hoàn thiện trong khoảng thời gian 7 tháng là nó gần phù hợp 600 mét vuông gì đó. Cứ sơn tút nói chung thì nó cũng là một cái duyên nợ. Vâng. Cơ may nên là chú cũng được là cơ quan cháu là đến là thiết kế rồi cũng quan tâm đến trong khi giai đoạn thi công. Vâng. Đấy, trong thi công thì trong các thi bạn công thì các bạn ở trên cơ quan giám sát về vâng. theo dõi xem là nghĩa là các cái công năng rồi các cái hoạt động của thợ xem là nó đúng vừa cái theo cái thiết kế chưa. Nghĩa là cái giai đoạn về móng và sàn là cũng có bạn về giám sát cho chú đúng không ạ? Khi bắt đầu là khi làm móng. Vâng. Cho đến khi là đổ mái của tầng 2. Nói vâng. chung là cơ quan cũng đều cử người về là giám sát theo vâng. dõi cho cái trong cái giai đoạn thi công nói chung là được. Và đúng rồi vì là cháu thấy là khi mà mình làm nhà ấy có ba cái giai đoạn quan trọng nhất là móng rồi nó, sàn làm mái là những giai đoạn quan trọng mà có kỹ thuật về xem cho chú là rất an tâm đúng không nói chú? Chung là cơ quan là cử người về rất chú đáo. Vâng. Thì mình cũng hoàn thiện được một thời gian rồi ấy, thì trong cái khoảng mình hoàn thiện ở sinh hoạt như này đã có nhiều người vào hỏi thăm rồi hỏi thăm gia đình mình chưa chú? Nói chung thì nhiều. Người ta có những người đấy nói đúng thực sự ra là nói nông thôn thì chả phải đâu nhưng mà người ta đi xong người ta đã quay lại người ta đi chụp. À vâng. Có khi người ta quẩn lại đến có hai vợ chồng xem ban ngày xong bắt đầu là về chắc có lẽ là cãi nhau. chưa thống nhất được. Chưa thống nhất đêm đến người ta lại đến người ta nhìn lại. À vâng. Đấy, có những cái vợ chồng trẻ đấy. Vâng. Có thế những người ta muốn lấy một cái mẫu như này. Vâng. Thế người ta cũng hỏi thăm mẫu các thứ thì chú cũng nói rõ vào đây thì cái mẫu thì chú cũng vẫn còn mà hai nữa là người ta cũng có gửi cả những cái đấy để mà vâng. mình tham khảo thì đúng rồi mình thích thì lúc nào đến đây thì chú cho vâng chia sẻ chia sẻ vâng nói chung là các vợ chồng trẻ người ta cũng muốn vâng. tiếp cận cái trong cái quá trình mình thiết kế thì chú và kiến trúc sư thì mình thiết kế công năng nhà mình có được những công năng bao nhiêu phòng ngủ chú? Tất cả là ở bên này là đi ở bên nhà là đi bốn phòng ngủ. À thế là tầng 1 một phòng ngủ ạ. 4 phòng ngủ và một phòng, phòng thờ, phòng khách, phòng bếp và một vâng. phòng khách, một phòng bếp và hai phòng sinh hoạt chung. Vâng. Nói chung là à thế là có hai phòng sinh hoạt chung trong nhà luôn trong ạ. Nhà có hai phòng sinh hoạt chung. Tầng trên có một phòng sinh hoạt chung. Vâng. Tầng dưới có sự hoặc sinh hoạt chung. À vâng, tầng dưới có khu vực phòng khách ạ. Thế, chú có thể chia sẻ với cháu là trong cái quá trình mình sử dụng ấy thì cái công năng chú thấy có phù hợp với gia đình mình không chú? Nói chung nếu như thiết kế như thế này về công năng này như thế này là nó rất phù hợp. Vâng. Nếu về kể cả góc độ nông thôn nữa mà làm như này thì cũng là vừa đủ. Vâng. Đủ không cái nhu cầu sử dụng đúng không chú? Nhu cầu sử dụng là nói chung là thoải mái. Vâng. Vì nếu như về mà để mà dưỡng vâng. là được. Ê, chú mà hôm nay thì có trẻ cho anh em cháu và quý vị khán giả cùng vào tham quan lại công trình nhà mình được không chú? Vâng, xin mời các vâng. cháu quý khán giả vào thăm. Khoảng không gian đầu tiên đó là không gian khu vực cổng hàng rào của công trình. Khu vực cổng và hàng rào đã được các bạn kiến trúc sư thiết kế đồng bộ với kiến trúc của ngôi nhà của chúng ta. Các bạn nhìn này, khu vực hàng rào của chúng ta được sử dụng các con trụ bê tông với các chi tiết phào chỉ đồng bộ với màu sắc của ngôi nhà. Khu vực móng của con trụ chúng ta cũng ốp đá chân móng cũng như trong kiến trúc của ngôi nhà.
khu vực cổng và hàng rào của chúng ta, hai trụ cổng vuông toàn bộ được ốp đá, và trên chúng ta có hệ mái, mái xà gồ, mái Nhật. Và bước vào khu vực cổng của chúng ta, cổng của ngôi nhà chúng ta sử dụng cổng inox 4 cánh rộng, và chúng ta với cái kích thước rộng như này thì chúng ta có thể thoải mái đỗ ô tô. Như gia đình chia sẻ thì khu vực sân của gia đình chúng ta có thể đỗ 5-7 ô tô. Tiến vào khu vực sân của gia đình thì khoảng sân trước của chúng ta đây, khoảng sân rộng với chiều rộng từ 6 đến 7 mét. Mặt sân chúng ta được sử dụng gạch lát sân chống trơn. Khoảng không gian của công trình chúng ta, không gian công trình với chiều ngang của chúng ta là 11 mét rưỡi và chiều sâu của chúng ta là 8 mét. Như vậy là diện tích của chúng ta khoảng 100 mét vuông. Đó, cả diện tích phần mái đưa ra chúng ta có 100 mét vuông diện tích. Thì với chiều ngang kích thước như vậy thì các kiến trúc sư đã bố trí công trình để chúng ta bố trí vào khoảng giữa công trình, và hai bên hông chúng ta đều bố trí một khoảng để lấy gió, và chúng ta có thể mở được cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình. Và các bạn nhìn từ trên xuống dưới, với hệ mái Nhật của chúng ta, hệ mái Nhật của chúng ta sẽ úp thẳng trực tiếp vào mặt bằng trần. Thì đơn giản thôi, chúng ta có chiều cao của hệ mái sẽ được các kiến trúc sư thiết kế, và chiều dốc của hệ mái để đảm bảo cái hình khối kiến trúc của ngôi nhà. Và mái của chúng ta sử dụng hệ ngói Romantic cao cấp với màu xanh than. Đó. Và trên hệ mái chúng ta, kết cấu của chúng ta hệ thống vì kèo lập ngói bắn vít, và ngói được vít trực tiếp vào hệ thống vì kèo. Như vậy thì với cái kết cấu như vậy thì nó sẽ giảm cái chi phí. Đó. Chi phí về mái của chúng ta sẽ so với khi mà chúng ta đổ mái bê tông sẽ giảm từ 30-40-50%. Về kiến trúc thì trên cái hệ mái Nhật của chúng ta sẽ được đua ra, về rìa mái bê tông đua ra từ 60-80 phân để đảm bảo cân đối về hình khối, về chiều ngang của công trình. Và mọi người nhìn xem, đó, trên khu vực rìa mái chúng ta có các phào chỉ chạy quanh rìa mái, tăng cái điểm nhấn chi tiết cho khu vực rìa mái, và ngói của chúng ta được lập chầm ra so với khu vực rìa mái của chúng ta là từ 10 phân. Khi mà chúng ta nhìn từ dưới lên trên, mọi người nhìn thấy ngói lập chầm ra và hệ thống mái chảy xối tự nhiên, nhìn đẹp. Và khu vực sảnh chính của chúng ta, khu vực ban công, trên khu vực ban công chúng ta có hệ lam. Đó. Hệ lam và mái che khu vực ban công cho công trình. Toàn bộ khu vực hành lang chúng ta có khung lan can sắt. Đó. Khu vực sảnh chính chúng ta có hai hệ trụ cột vuông với đấu cột này, chúng ta ốp đá. Và khu vực bên dưới móng chúng ta cũng toàn bộ ốp đá cho công trình. Khi mà chúng ta ốp đá phần móng cho công trình, nó sẽ tăng cái tuổi thọ khu vực chống thấm, khu vực chân móng cho công trình, và tăng cái tuổi thọ cho công trình. Toàn bộ không gian công trình chúng ta đều được bố trí tiểu cảnh sân vườn để lấy cái hương gió tự nhiên cho công trình. Và khu vực mặt tiền của chúng ta, theo hình khối kiến trúc của công trình, chúng ta có các hệ cửa sổ bằng nhôm sinh pha, và trên hệ cửa sổ nhôm sinh pha chúng ta sử dụng hệ mái. Chúng ta có các mái trang trí cũng giống hình dạng mái Nhật của chúng ta. Và các chi tiết, mọi người nhìn các chi tiết về màu sắc và phào chỉ phân tầng của chúng ta. Ở giữa chúng ta sẽ sơn một màu xanh giống như cái màu của chúng ta phần khu vực cổng và hàng rào. Chúng ta sẽ có một công trình nó đồng bộ. Và màu sắc tổng quan chủ đạo, tông màu chủ đạo của công trình sẽ là tông màu trắng sứ kết hợp với màu của ngói và màu của các hệ cửa sẽ tạo lên cho chúng ta công trình hiện đại và sang trọng. Và toàn bộ xung quanh công trình, khi mà về đêm các bạn nhìn thấy hệ đèn này, đèn bố trí xung quanh công trình, toàn bộ từ tầng dưới lên tầng trên chúng ta đều có hệ đèn bố trí, và về đêm công trình sẽ sáng và sang trọng. Và chúng ta đều có camera bốn phía, camera bố trí cho công trình. Phải nói về đến hệ bậc của công trình của chúng ta sử dụng hệ bậc tam cấp với chiều cao so với mặt sân là từ 45 phân. Lý do tại sao gia đình sử dụng bậc tam cấp do cái cốt mặt sân của chúng ta đã cao hơn so với mặt đường đã đến 30-40 phân rồi. Chúng ta sử dụng tam cấp này sẽ tận dụng cái khoảng sân của công trình. Và mặt bậc của công trình toàn bộ sử dụng đá tự nhiên với hai giải màu, màu vàng và màu đỏ. Với giải đá đỏ như này thì nó sẽ trang trọng và chúng ta giống như một giải thảm đỏ trang trọng để đón khách. Vâng, xin mời các bạn thì chúng ta cùng vào tham quan cái công năng của gia đình. Tiến vào khu vực sảnh chính của chúng ta có hệ cửa đại hội 4 cánh lớn bằng gỗ lim Nam Phi. Đó. Với kích thước và chiều ngang và chiều cao đã được các kiến trúc sư thiết kế đảm bảo cái kích thước về lỗ ban.
Như chiều cao của chúng ta đây đang là chiều cao tầm 2m8 và chiều rộng của chúng ta tầm 2m7. Thì đầu tiên khu vực của gia đình đó chính là khu vực trang trọng để đón khách, khu vực phòng khách của gia đình. Diện tích khu vực phòng khách của chúng ta vào khoảng 28m2. Và không gian phòng khách của chúng ta có đủ không gian bố trí bộ bàn ghế lớn, một dài hai ngắn và bàn dài. Và khu vực bố trí tivi, bố trí tivi ngăn giữa phòng khách và phòng bếp tạo lên cái không gian mở cho công trình. Và cái điều mà khi chúng ta bố trí hệ kệ như này và thay bằng hệ lam thì chúng ta bố trí hệ kệ bằng gỗ lim nam phi như này, nó vừa ngăn cách vừa để trang trí cho không gian công trình. Đây là một phương án nội thất hợp lý trong những không gian mở để chúng ta ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Và chúng ta có lối đi toàn bộ ngăn bằng gỗ. Đây là cột gỗ, cột bê tông thì đã được ốp gỗ, gia đình ốp gỗ và trang trí hệ lam bê tông. Dưới này chúng ta có hệ cánh tủ này để mở ra chúng ta cất đồ. Khu vực phòng khách này chúng ta khi mà bước vào, đầu tiên chúng ta có hệ tranh này. Tranh này toàn bộ là tranh đồng và đây là tranh Vinh Quy Bái Tổ. Các bạn có thể tham khảo cái chi tiết về tranh chúng ta treo tường. Như mình đã chia sẻ thì bên hông của công trình chúng ta đều có thể lấy cửa sổ để chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình. Chúng ta có hệ cửa ba cánh bằng nhôm sinh pha và có khung inox để bảo vệ. Đến không gian trần, trần của gia đình chúng ta có sử dụng này, toàn bộ khu vực trần tầng 1 đều là trần thạch cao giật cấp với các chi tiết phào chỉ PU xung quanh phần viền và có đèn downlight trang trí và đèn hắt. Khu giữa thì chúng ta có quạt trần để lấy thông thoáng cho không gian phòng khách. Và tiếp nối không gian phòng khách thì chúng ta sang không gian mở của khu vực phòng bếp. Không gian phòng bếp của chúng ta với diện tích 24,05m2. Chúng ta có bàn dài 6 ghế, khu vực cửa sổ lối bên hông đằng sau nhà và khu vực bàn nấu ăn, kệ tủ bếp chữ L với bàn bếp này, đảm bảo cái hướng phong thủy của gia đình và chúng ta có hút mùi. Không gian trần của khu vực phòng bếp của chúng ta cũng là trần thạch cao và chúng ta có quạt để lấy gió, quạt để lấy gió khu vực này thay vì chúng ta dùng đèn trang trí. Và tiếp nối không gian phòng bếp của chúng ta đó là không gian vệ sinh chung của gia đình. Cái không gian vệ sinh chung của gia đình chúng ta được đặt ở cuối nhà. Với diện tích phòng vệ sinh của chúng ta là 3,89m2. Và lọt lòng của chúng ta được 1m5. 1m5 lọt lòng thì các bạn thấy cái không gian mà chúng ta có 1m5 lọt lòng nó rộng như nào. Và khu vực trần vệ sinh của chúng ta cũng được giật cấp xuống. Toàn bộ gạch ốp tường đều gạch 300-600 ốp lên tận trần. Và khu vực dưới chúng ta sử dụng gạch lát sàn 300x300 chống trơn. Mọi người nhìn thấy các vân này để chống trơn cho khu vực sàn nhà vệ sinh và được đánh dốc thu nước về cuối phòng vệ sinh. Và cốt nhà vệ sinh nhé, điều quan trọng là cốt nhà vệ sinh của chúng ta lúc nào phải thấp hơn so với cốt sàn nhà, từ 3-5 phân hoặc chúng ta xây gờ này, để chúng ta có đảm bảo không bị nước tràn ra khu vực ngoài nhà. Một cái điều đáng chú ý của gia đình chúng ta trong những công trình mà chúng ta ở nhà vườn, ở khu vực đất rộng thì chúng ta thường có bếp phụ ở đằng sau nhà để chúng ta nấu, đảm bảo chúng ta không có mùi bay vào trong phòng. Chúng ta có khu vực bếp phụ đằng sau và sân ướt tiếp tục và sân phơi đằng sau nhà nữa. Tiếp nối không gian phòng bếp thì chúng ta có không gian phòng ngủ và cửa phòng ngủ của chúng ta cũng là sử dụng cửa bằng gỗ lim nam phi với này, khuôn bao dày, nẹp dày. Và kích thước này của chúng ta, khi mà chúng ta không có ô thoáng thì chúng ta có thể làm đến 2m4 hoặc 2m2. Đây là kích thước 2m2. Và chiều rộng thông thủy đã trừ đi khuôn và nẹp của chúng ta để tầm 8-30. Chúng ta sẽ cân đối, nhìn cái cửa của chúng ta nó sẽ bị cân đối mà không bị quá thon cao hay là chúng ta quá rộng. Mà không gian phòng ngủ của chúng ta, phòng ngủ đầu tiên của chúng ta có diện tích là 13,67m2. Và được gia đình bố trí hai giường. Có thể là cho các cháu và ông bà cùng nằm. Và không gian trần phòng ngủ thì chúng ta được trần phào chỉ đơn giản với các đường viền phào chỉ này, được chát. Và không gian đầu tiên chúng ta có cửa sổ này. Cửa sổ khu vực mặt tiền sẽ được lấy cân đối giữa khu vực khối hình khối của khu vực phòng ngủ và cân đối lên trên chúng ta cũng có cửa sổ ba cánh như vậy bằng
nhôm sinh pha, và chúng ta có khung inox, có rèm kéo này, hệ tủ bố trí này. Và tiếp nối không gian phòng ngủ, đó là không gian mà quan trọng nhất của gia đình, đó là không gian khu vực thang, không gian hành lang của gia đình. Chúng ta có khu vực thang chữ U rộng và gầm cầu thang chúng ta có thể tận dụng để đồ này, có cửa sổ để lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên. Quan trọng là chúng ta có lấy được cái ánh sáng tự nhiên khu vực thang này, thì ban ngày thì chúng ta không cần bật đèn mà toàn bộ công trình của chúng ta sẽ sáng toàn bộ công trình. Và cân đối từ dưới lên trên, thì khi các bạn nhìn về ngoại thất thì cửa sổ của chúng ta sẽ cân đối lên đến tận trên công trình. Bản thang của chúng ta, bản thang rộng từ 1m, 1m trở ra thì chúng ta cái không gian chúng ta đi lại sẽ thoải mái hơn. Toàn bộ gia đình sử dụng này, hệ tay vịn bằng gỗ, con trụ cũng bằng gỗ. Những con trụ này tròn và đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng lau chùi, được gắn trực tiếp lên thành chắc chắn. Mặt bậc cũng được ốp gỗ này. Mặt bậc ốp gỗ và cổ bậc ốp đá trắng, tạo lên cái sự phân màu, chúng ta đi lại và sử dụng dễ dàng hơn. Chiều cao của thang, chiều cao bậc thang chúng ta từ 15 đến 18 phân. Đấy là chiều cao về tiêu chuẩn nhé. Và chiều rộng mặt bậc sẽ từ 25 phân để đảm bảo chúng ta đi lại dễ dàng hơn. Tiến lên khu vực cầu thang thì khu vực này chúng ta cũng có thể treo các bức tranh. Bức tranh giật cấp lên đây, chúng ta tạo cái điểm nhấn khu vực cầu thang. Với chiều cao của chúng ta, khi mà chúng ta lên đến tận trần tầng 2 của chúng ta là 3m9. 3m9 thì khu vực bậc của chúng ta sẽ là 25 bậc. Gia chủ chia 25 bậc, chiều cao mỗi bậc của chúng ta vào 156mm và 15 phân. Và không gian đầu tiên của công trình, chúng ta sử dụng không gian phòng sinh hoạt chung của gia đình. Và toàn bộ khu vực tầng 2 của chúng ta được sử dụng gạch giả gỗ, kích thước 600x600. Và khu vực phòng sinh hoạt chung của chúng ta cũng có cửa sổ cân đối với khu vực phòng bếp, từ dưới lên trên. Chúng ta cũng có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên đằng sau công trình. Và khu vực phòng sinh hoạt chung này của chúng ta có diện tích 11,4m2. Chúng ta có thể bố trí một bộ bàn ghế, một dài hay ngắn, đơn giản như này thôi. Bố trí kệ tivi, rồi tranh treo tường, khu vực phòng sinh hoạt chung. Tiếp nối không gian khi mà chúng ta đi từ thang rẽ sang bên phải của chúng ta, đó là không gian phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2. Không gian phòng ngủ này của chúng ta với diện tích sẽ bằng với không gian phòng ngủ tầng 1, vì nó cân đối từ dưới lên trên, chia theo cái hình khối kiến trúc của thang mà. Không gian phòng ngủ này của chúng ta có diện tích là 13,67m2. Cửa sổ cũng cân đối với tầng 1, thì chúng ta nhìn lên thì hình khối kiến trúc từ ngoài vào nó sẽ cân đối. Và khu vực chúng ta có thể bố trí giường lớn này, 1m8, 2m, 2 táp đầu giường, kệ tủ 4 cánh bằng nhựa. Và không gian trần của chúng ta, trần phào chỉ đơn giản, có điều hòa, đầy đủ công năng. Có thể chúng ta bố trí bàn trang điểm hoặc bàn học khu vực này. Và tiếp nối phòng ngủ tiếp theo của chúng ta là một phòng ngủ nhỏ hơn. Phòng ngủ này của chúng ta có diện tích là 6,59m2. Rồi không gian phòng ngủ thơ mộng với tông màu hồng này, tường này. Thì không gian phòng ngủ này sẽ rất phù hợp với các cháu nhỏ. Cháu nhỏ thì chúng ta có thể làm giường 1m2 thôi. Giường 1m2 hoặc giường tầng, bố trí bàn nội thất để chúng ta có khu vực bàn học này. Và có cửa sổ này, có trần thì chúng ta trần phào chỉ đơn giản. Cửa khu vực tầng 2 của chúng ta toàn bộ sử dụng là cửa nhôm sinh pha, cửa nhôm thông phòng. Và kích thước sẽ cao bằng với kích thước cửa tầng 1 về chiều ngang và chiều rộng. Toàn bộ kích thước sẽ là thước lỗ ban, đảm bảo về phong thủy cho gia đình. Và cuối nhà cũng như với kiến trúc khu vực tầng 1, từ dưới lên trên chúng ta có khu vực vệ sinh chung của khu vực tầng 2. Và kích thước khu vực này chúng ta cũng bằng kích thước dưới tầng 1, với diện tích của chúng ta là 3,34m2. Và không gian vệ sinh của chúng ta đầy đủ công năng, sử dụng gạch cũng giống tầng 1, chúng ta gạch chống trơn được lát đánh dốc về khu vực thu nước cuối nhà. Tường sẽ được ốp gạch 300x600, cao lên như tận trần, và có cửa sổ lấy thoáng. Và từ thang chúng ta rẽ sang bên trái sẽ là không gian khu vực phòng ngủ và phòng thờ tiếp theo của công trình. Thì chúng ta sẽ vào phòng ngủ đầu tiên để chúng ta đi hết cái không gian phòng ngủ của công trình. Không gian phòng ngủ này của chúng ta có diện tích là 13,75m2. Với không gian diện tích 13,75m2, chúng ta có thể thoải mái bố trí công năng gồm có giường này,
có tủ, chúng ta có thể bố trí khu vực tủ này, táp đầu giường, bàn trang điểm. Đó. Bố trí tivi, có cửa sổ, cân đối từ dưới lên trên, lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên. Và tiếp nối không gian trang trọng nhất của gia đình là không gian khu vực phòng thờ. Phòng thờ của chúng ta sẽ không dùng cửa ngăn mà chúng ta dùng rèm. Rèm hạt để ngăn như này. Hoặc chúng ta có thể làm khuôn bao bằng gỗ này. Bao xung quanh khuôn bao 20. Bao xung quanh khu vực này. Chúng ta có không gian phòng thờ là 7,17m2. Với cái diện tích 7,17m2, các bạn nhìn xem, không gian của chúng ta có thể bố trí đầy đủ khu vực ban thờ này, bàn thờ này, rồi sập này. Và quan trọng là khi mà chúng ta bố trí khu vực ban thờ đúng với hướng của gia chủ, và chúng ta ngoảnh thẳng hướng sảnh chính, chúng ta có ban công rộng lớn mát như này. Cửa khu vực ban công này của chúng ta là cửa nhôm sinh pha 4 cánh, cân đối, các bạn nhìn ngoại thất cân đối từ dưới lên trên, chúng ta cũng có cửa 4 cánh, bên dưới tầng 1 là cửa gỗ. Và khu vực ban công của chúng ta sẽ được giật cấp xuống so với khu vực phòng thờ, để chúng ta đảm bảo khi mà mưa sẽ không bị tràn nước vào khu vực trong nhà, và được đánh dốc để chúng ta thu nước về cuối. Và lan can này, lan can chúng ta sử dụng lan can sắt sơn tĩnh điện. Ở đây chúng ta sẽ bố trí hệ lam này. Chúng ta có thể đây là sử dụng hệ lam bê tông sơn giả gỗ. Trên chúng ta có mái, mái kính hoặc là mái nhựa để chúng ta che nắng che mưa cho khu vực sảnh này, và cũng như là trang trí khu vực ban công cho chúng ta. Trên khu vực tầng 2 của chúng ta, ngoài không gian khu vực phòng ngủ, chúng ta còn có không gian khu vực lối thăm, lên thăm mái. Thăm này chúng ta sẽ ít sử dụng, với trong những trường hợp mà chúng ta tét nước hay hỏng hóc như nào thì sẽ có kỹ thuật chúng ta trèo lên chúng ta thăm mái. Và không gian khu vực thang của chúng ta trên tầng 2 này, chúng ta cũng có bố trí cửa sổ này để lấy ánh sáng tự nhiên. Khu vực sảnh mặt chính của công trình sẽ cân đối từ dưới lên trên, chúng ta đều có cửa sổ hai cánh thẳng tim và kích thước bằng nhau. Với cái diện tích mà chúng ta, diện tích sàn của chúng ta cả mái đưa ra chúng ta tầm 100m2, thì không gian tầng 1 chúng ta có không gian phòng khách, phòng bếp liên thông là không gian mở, ngăn cách bằng hệ tủ, bằng vách gỗ. Và không gian khu vực phòng ngủ của ngôi nhà của chúng ta đều là từ 13m2 trở ra. Thì với không gian như vậy thì chúng ta có thể cân đối bố trí nội thất và công năng cho gia đình. Thì rất mong những chia sẻ này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn trong cái quá trình chúng ta xây dựng và lên ý tưởng thiết kế ngôi nhà của mình. Và các bạn có bất kỳ một vấn đề nào thắc mắc thì có thể liên hệ với công ty cổ phần kiến trúc Kisato theo số điện thoại đặt bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của chúng ta.